you know what? You are the only one that I have ever loved in my life. Oh, really? Hey guys, chào tất cả các em. It's me, Miss Hoa. Các em ơi, vừa rồi là một phân cảnh mà cô muốn chia sẻ với các em. Đó là gì? Người đàn ông đầu tiên. Hey, you know what? You are the only one that I have ever loved in my life. Đồng cô lúc nào cũng chia sẻ với cô là em là người con gái duy nhất anh từng yêu đấy. Và tất nhiên rồi, nobody believes it. Không ai tin anh chàng kia cả, thậm chí cả cô nữa, đúng không? Yeah, that's kidding. Hey, vậy trong cái câu mà gọi là lời nói dối kinh điển của chồng cô thì cô dùng cái từ gì? Mà từ gì cô vừa dùng là từ lie, đúng không nhỉ? Vậy động từ lie là động từ nói dối, đúng không? Vậy nhưng từ lie trong tiếng Anh của cô còn another meaning, còn một nghĩa khác nữa. Các em có biết là nghĩa gì không nhỉ? Cô lấy một ví dụ theo kiểu nhá. Cô rất là mệt và bây giờ cô muốn lao ngay về nhà và I lie in my bed. Very good. Vậy các em ơi, các em đoán xem từ lie ở đây có nghĩa là gì? Chắc chắn rồi, for sure nghĩa của nó là nằm nghỉ, nằm xuống, đúng nhỉ? Vậy, oh my god, từ lie, nói dối, khi nào người ta dùng lie? Rồi còn có một cái từ gì nữa mà liên quan đến nào là kiểu I lay my love on you. Các em có biết cái bài hát của Westlife như vậy không? Trời ơi, vậy lay, lie, lie, lay, oh my god, so confusing, đúng nhỉ? Vậy, đó là lý do ngày hôm nay cô đứng tại đây chia sẻ với em sự khác biệt cũng như cách dùng của những từ nào là lie, nào là lay, hay nào là lay, late. Very good. Vậy cùng check out this video with me. Yes, the very first verb I want to introduce you guys today is the verb lay. Là động từ đầu tiên mà cô muốn chia sẻ với em là động từ lay. Come on, just look at the board please. Nhìn lên bảng cho cô nào, cô có ví dụ này nhá. Ta sẽ đi từ ví dụ và sau đó ta rút ra cái công thức. Đúng nhỉ? Vậy câu ví dụ của cô sẽ là I lay my head on the pillow. Ok, vậy trong cái câu này rất đơn giản rồi, đoán xem thử là từ pillow ở đây có nghĩa là gì các em nhỉ? Từ pillow có nghĩa là gối, vậy đơn thuần thì là tôi đặt cái đầu của tôi vào cái gối, vậy đơn thuần là gì? Nó là cái động từ như vậy. Và cái câu ví dụ thứ hai của cô này, I lay my books on the table. Very good. Vậy các em ơi, nhìn cái động từ lay của cô trong hai ví dụ ý thì các em đoán xem thử động từ lay ở đây có nghĩa là gì nhỉ? Very good. Đó là động từ đặt để. Vậy trong tiếng Anh có thể cô sẽ giải thích là put something down on something. Đồng ý không nhỉ? Vậy nghĩa đầu tiên của động từ lay cô muốn chia sẻ và các em phải make sure với cô là nó có nghĩa là đặt cái gì xuống cái gì. Vậy nếu như muốn dùng được động từ này thì nhớ cho cô rằng đằng sau động từ lay lúc nào cũng cần một object. Very good. Phải có dạng là lay something. Và nếu như em muốn đặt để ở đâu phải là on somewhere. Good job. Vậy tư duy tiếp cho cô nào. Động từ lay của cô nó có quá khứ, dạng quá khứ là gì nhỉ? Và dạng past participle hay còn gọi là phân từ hai của cô là gì nhỉ? Động từ lay quá khứ của nó, nhìn lên bảng của cô nào, nó là late. Very good. Và phân từ hai của nó, past participle của cô cũng là late. Good job. Vậy confirm lại với các em nhé. Lay của cô có nghĩa là đặt để cái gì đấy và nó cần luôn luôn đòi hỏi một object đứng đằng sau đấy. Very good, amazing. Vậy chúng ta moving on to the second verb. Cô trò mình chúng ta chuyển sang động từ thứ hai cho cô nhé. Come on, let's check out the board. Cùng nhìn lên bảng cho cô với ví dụ của cô nào. Đầu tiên của cô sẽ có câu yeah. Câu ví dụ đầu tiên của cô là cô mệt thì cô sẽ phải nằm ở trên giường đúng nhỉ? Vậy cô nằm xuống giường, câu tiếng Anh của cô sẽ là I lie in my bed. Nhớ cho cô từ bed, người ta lại dùng giới từ in chứ không phải giới từ on như các em hay nghĩ, đúng nhá? Very good. Vậy I lie in my bed. Vậy từ lie của cô trong tiếng Anh, trong dictionary nghĩa của nó là nằm xuống. Very good. Vậy nhìn cho cô ví dụ thứ hai xem thử có điều gì thú vị không nào. I lay in my bed. Oh my god, đây cô Hoa vừa dạy từ lay rồi. Vậy tại sao từ lay ở đây mà lại vẫn dùng ở trong ngữ cảnh là I lay in my bed? Vậy các em ơi, tư duy một tẹo nào. Chính xác rồi, từ lay ở đây là quá khứ đơn của động từ lie mà ra. Good, vậy câu đầu tiên của cô là dùng ở hiện, ở thời nào đấy nhỉ? Present, very good, hiện tại đơn, present simple. Good, và câu thứ hai của cô dùng ở dạng past simple, dạng quá khứ đơn. Vậy từ lay ở đây totally different, hoàn toàn khác biệt với từ lay hồi nãy của cô. Nhớ không? Good, vậy lay ở đây là quá khứ đơn của động từ lie và nghĩa của nó là nằm. Vậy phân từ hai là gì đây? Cô chuyển câu này của cô sang hiện tại hoàn thành xem thử nhá. Thì câu của cô sẽ là I have lain in my bed.
Vậy phân từ 2 của động từ lie có nghĩa là nằm thì phải là lay. Nhớ chưa? Vậy cô nhắc lại này, động từ lie có nghĩa nằm thì dạng quá khứ đơn của nó là lay, rất dễ nhầm ở đây nhá. Và phân từ 2 của nó là lay. Good job. Và làm thế nào để phân biệt được cái này? Làm thế nào để phân biệt từ lay này với cái lay ví dụ đầu tiên của cô? Thì nhìn này, hồi nãy của cô là I lay my head on the pillow. Nó cần tân ngữ đúng không? Nhưng ở đây của cô, động từ lay nghĩa nằm xuống thì cô không cần object, không cần tân ngữ ở đằng sau. Đấy là cách phân biệt hai động từ này. Amazing. Hey, vậy cô confirm lại nha, loạn hết rồi. Ok. Vậy động từ lay đầu tiên của cô có nghĩa là đặt để đúng nhỉ? Vậy nhớ cho cô, lay phải lay something. Good job. Và nhớ thêm một điều này, quá khứ của lay chắc hẳn phải là late, và phân từ hai của nó là late. Nhớ không? Nó cần có object. Đấy là phân biệt động từ lay. Còn động từ tiếp theo của cô là lie, là dạng nguyên thể, và quá khứ của nó rất dễ nhầm ở đây này, nó là lay. Nhớ không? Lie, lay. Và phân từ hai của cô là lay. Nhưng cái này khó ít dùng lắm, cái này không cần phải để ý nhiều. Chỉ cần nhớ cho cô là, vậy làm thế nào để phân biệt từ lie của cô với cái từ cái lần đầu tiên của cô? Vậy thì nhớ lay đầu tiên có tân ngữ và động từ thứ hai lay của cô, và lie thì không cần tân ngữ. Nhớ không? Good job. Cô mà, yes, loạn hết cả lên rồi. Giải trí một tẹo xem thử nào. Music. Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's alright because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright because I love the way you lie. I love the way you lie. Love the way you lie. Perfect. Hey, you love that song. I love it so much. Kem yêu bài hát yêu cô yêu lắm. Tại sao nhỉ? Bởi vì nó là một cái bài hát mà thể hiện cảm xúc của những người đang yêu, và yêu từ cái cách anh ngoáy mũi đó kìa. Love the way you lie. Cô đùa đấy. Cô mà quay lại nào, love the way you lie của cô có nghĩa là em hay luôn suốt ngày và cả thế giới nghĩ là yêu cái cách anh nói dối đúng nhất, đúng không? Cơ mà với cô thì cô lại không nghĩ như vậy. Cô nghĩ rằng là cô lại yêu cái cách anh ấy nằm cơ. Oh my god, cô thật là đen tối rồi. Cơ mà, come on, đừng có đánh giá cô. Đấy là cách cô tư duy về ngôn ngữ. Yes, vậy quay lại bài nào, từ like của cô hồi nãy rồi. Yes, yêu cái cách anh nằm rồi. Bây giờ lại có một cách là yêu cái cách anh nói dối, đúng không? Và trong một cô nói dối rằng you are the only one that I ever loved. Còn các em thì hay nói dối gì với các bạn gái? Cô sure rằng không thực, cũng không phải là ít đâu, đúng không? Alright, just kidding. Vậy, come on, vậy cái cụm từ mà cô tặng được các em qua bài hát này, cụm từ các em dùng được trong này chúng ta using English đấy là gì? Lie là nói dối, thì cô tặng ví dụ anh nói dối em, ta sẽ nói thế nào nhỉ? You always lie to me. Vậy cô vừa dùng giới từ gì nào sau động từ lie nhỉ? Good, lie to somebody có nghĩa là nói dối với ai đấy. Alright, good job. Ngoài ra cô có thể biến thể từ lie là động từ nói dối thành danh từ, và cô dùng động từ gì nhỉ? Perfect, động từ tell. Vậy tell a lie to somebody would be fine. Good. Vậy học thêm một công thức nữa, lie to somebody và tell a lie to somebody. Good job, very good. Vậy các em ơi, đó là về động từ lie, đúng không nhỉ? Bây giờ cô tặng thêm các em một cụm từ nữa mà cô sure rằng là nó hơi bị nhạy cảm một tẹo theo teo, nhưng mà cô trò mình giữ bí mật nhá, đừng nói cho ai biết nhá. Cô chỉ chia sẻ với em thôi. Đấy là gì? Cô tặng các em một cái từ mà cô hay gặp trên phim ảnh lắm, đúng không? Đố các em nào, có gọi là gì, cảnh giới cao nhất của tình yêu, chắc chắn hai người yêu nhau thì sẽ phải tiến tới cái gì nhỉ? Yeah, các em đoán đúng rồi đấy. Have sex, đúng không? Và một từ đẹp hơn của cô nữa là make love. Hai từ ấy các em dùng the same, đều chỉ một trạng thái. Just kidding. Bây giờ quay lại bài nào. À, vậy có cái từ nào tự nhiên cô Hoa lại nói dùng đến từ have sex ở đây nhỉ? Thì bởi vì liên quan đến cái cụm mà cô sắp sửa cho game đây, đó là từ get laid. Ok, vậy get laid của cô trong tiếng Anh người ta còn dùng mang nghĩa là have sex nữa đấy các em ạ. Ok, vậy cô có thể lấy một ví dụ nhạy cảm tiếp theo nhé. I got laid last night, it was perfect. Đó, thấy chưa? Thấy cách dùng tuyệt vời không? Yeah, ok. Vậy đó là cái cụm từ mà cô tặng các em đấy. Ôi, quá nhiều thông tin cho một bài rồi đúng không? Bây giờ chuyển sang một phần nhỏ nhỏ nữa. Đấy là phần practice. Để xem thử các em có hôm nãy có yêu cô không nào? Có hiểu được cái cô nói không nhá? Yes, it's moving on to the next part.
Now practice mấy câu example thật là dễ dàng nào. Come on, number one của cô nào. Please chấm 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 the bill on the table. Very good. Hai động từ cô muốn các em cân nhắc ở đây là động từ lay và động từ lie. Good job. Cô dạy rồi, đúng nhỉ? Động từ nào của cô mà cần tân ngữ ở đằng sau và ra lệnh nào? Đáp án chắc chắn của cô phải là động từ lay. Lay something down. Và something ở đây của cô là the bill. Good job. Vậy đáp án là lay. Amazing. Và có nghĩa là đặt để, đúng nhỉ? Câu thứ hai nào? Ôi, các em có vẻ trông rất là mệt mỏi rồi. Câu của cô là you look tired. Ok, chấm 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 down. Vậy lay hay lie ở đây nào? Trông bạn mệt mỏi thế, nằm xuống nào, nằm nghỉ nào. Vậy động từ gì của cô nghĩa là nằm nghỉ mà không cần tân ngữ nhỉ? Perfect, lie. Good job. Vậy cô có công thức lie down. Good. Ok, vậy câu thứ ba của cô nào? Nhìn lên màn hình nào. The dinner was chấm 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 on the table. Vậy hai đáp án cô muốn cân nhắc, cô muốn các em cân nhắc là quá khứ phân từ hai của động từ lay, tức là đặt để. Vậy động từ của cô sẽ là late. Một lựa chọn là late. Và lựa chọn thứ hai của cô là lain, quá khứ phân từ hai của động từ lại. Very good. Bây giờ nhìn cho cô bản chất nào. The dinner was chấm 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 on the table. Vậy buổi tối đã được bày ra rồi, đã được đặt ở trên bàn rồi, đúng không? Vậy động từ gì của cô có nghĩa là đặt để? Perfect. Đáp án của cô chắc chắn phải là late. Good job. Alright, wow. It's enough for today, ha? Đã, đó là những cái mớ kiến thức của cô đã đủ cho ngày hôm nay rồi, đúng không? You already tired, ha? Lie down. Yeah, good, that's kidding. Hey, cảm ơn các em đã theo dõi cái video trong chuỗi chia sẻ của cô về giao tiếp trong công việc của Miss Hoa. Và yeah, hy vọng rằng các em enjoy the video and hope to see you guys next time.